Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây hãy cùng mình điểm qua những tin tức nổi bật có trong ngày. Với sự phát triển như vũ bão thì các nhóm nhạc K-pop luôn phải cạnh tranh nhau một cách khốc liệt, dù là nhóm nam hay nữ cũng dễ bị netizen đặt lên bàn cân so sánh. Ở Gen 3 thì làng giải trí xứ Hàn xuất hiện ba nhóm nhạc luôn so kè với nhau là Blackpink, BTS và Twice. Blackpink ngó lơ trước câu hỏi về BTS. Năm 2019, Blackpink sang Mỹ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella. Sự xuất hiện của nhóm nữ nhà YG tại xứ sở cờ hoa khiến giới truyền thông săn đón và paparazzi liên tục bám đuôi. Khi ba thành viên Jennie, Jisoo và Lisa cùng nhau đến một địa điểm để ăn tối, các phóng viên đã túc trực ở xe của họ để tìm kiếm thông tin giật gân. Một trong số các phóng viên có mặt tại hiện trường đã hỏi Blackpink về BTS, các bạn có thích BTS hay không? Trước những câu hỏi dồn dập và hàng loạt ống kính máy quay chĩa về phía mình, các cô gái đã lờ đi và nhanh chóng lên xe. Trong đoạn video được cư dân mạng chia sẻ thì có thể thấy Blackpink bất ngờ và lúng túng trước sự tấn công từ cánh báo chí. Hành động lờ đi của Blackpink trước câu hỏi về BTS cũng là điều dễ hiểu. Đây là thời gian riêng tư, không phải là buổi phỏng vấn nên nhóm có quyền im lặng trước mọi câu hỏi. Hơn nữa, nếu vô ý nhắc đến BTS, các cô gái dễ dàng bị chỉ trích trên mạng xã hội hơn. Blackpink đáp trả đầy tự tin khi nhắc đến Twice. Tháng 7 năm 2017, Blackpink tổ chức showcase ra mắt Budokan Tokyo, Nhật Bản và thu hút 14.000 fan đến tham dự. Trước khi biểu diễn, nhóm đã có buổi phỏng vấn với giới truyền thông. Thông qua câu hỏi của phóng viên, Blackpink chia sẻ về cảm xúc khi đến Nhật và sự biết ơn đến các fan. Một phóng viên cố tình làm khó Blackpink khi hỏi nhóm có biết đến Twice. Jisoo nở nụ cười và trả lời đầy thông minh. Tôi nghĩ hai nhóm thuộc hai kiểu nhóm nhạc khá khác biệt, vì vậy chúng tôi muốn thể hiện màu sắc của riêng mình, chúng tôi chỉ muốn làm hết sức mình. Sau đó thì Jennie đã tiếp lời chị cả bằng cách chỉ ra điểm đặc biệt của Blackpink. Có sự khác biệt rất lớn trước và sau khi chúng tôi bước lên sân khấu. Khi trên sân khấu chúng tôi mạnh mẽ như Black nhưng ở ngoài đời chúng tôi có sự đáng yêu như những cô gái bình thường. Chúng tôi muốn các fan thưởng thức sự khác biệt đó, nàng rapper chia sẻ. Có thể thấy Blackpink khi nhắc đến Twice không hề chê bai đối thủ để nâng mình lên mà còn công nhận về màu sắc khác nhau giữa hai nhóm. Hơn nữa, người hâm mộ đều biết rằng dù thường xuyên bị so sánh, Blackpink và Twice vẫn là những người bạn thân thiết ngoài đời, họ dành sự tôn trọng lẫn nhau. Phản ứng của Blackpink trước câu hỏi về BTS và Twice không khiến cư dân mạng chỉ trích, trái lại còn khen ngợi cách ứng xử của nhóm. Cả hai lần các thành viên đều tránh việc đề cập đến đối thủ của mình và gây ra hiểu lầm không đáng có. Chúng mình là Top Sao Hàn và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.